bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với phần phỏng vấn du học sinh của MEP. Sau khi chúng ta có visa rồi, ngày hôm nay chúng ta gặp một gương mặt rất là đặc biệt. Đặc biệt bởi vì điểm số 3 năm gần 10 phẩy. Đặc biệt bởi là sinh viên duy nhất tại Việt Nam giành học bổng 70% hệ tiếng Hàn của trường Đại học Quốc gia Hanbak. Và rất nhiều điều đặc biệt khác chờ chúng ta khám phá cùng với bạn Đạt đến từ Hậu Giang, tân sinh viên của MEP tại trường Đại học Quốc gia Hanbak. Chúng ta cùng trò chuyện với Đạt nhé. Chào Đạt. Chào cô. Chúc mừng em vì thứ nhất là có visa từ Tổng lãnh sự và thứ hai là giành học bổng tới 70% của trường Đại học Quốc gia Hanbak. Em có thể nêu những bí quyết mà em giành được học bổng lớn như vậy không? Dạ, theo em thì mình có hai lý do chính để mà đạt được cái học bổng cao như vậy. Đó chính là thứ nhất là điểm số 3 năm cấp 3 của mình phải cao. Và để đạt được yếu tố này thì các bạn phải chăm chỉ từ lúc năm lớp 10. Tức là các bạn phải xây dựng cho mình một cái định hướng từ trước. Và điểm số của em thì luôn luôn lúc nào cũng trên 9 chấm. Và đó cũng em nghĩ là một phần nhỏ để góp phần cho em có được học bổng.